Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn về cách chăm sóc và cho ăn đúng thời điểm khi cây đào ngũ phúc đã được bấm ngọn và đang ra lộc nha các bạn nhé. Thì ở clip trước thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn là cách uốn đào ngũ phúc và thời điểm cây giống như thế nào. Nhưng mà một số bạn các cái clip ý là không xem nhưng vẫn cứ hỏi lại, thành ra là các bạn nào có nhã ý muốn làm cây đào hoặc là muốn học hỏi chút kinh nghiệm thì hãy bấm vào đăng ký kênh để tiếp tục xem những video mới nhất mà mình sẽ cho ra làm về những cây đào và cây quất nhá. Thì mình sẽ nói thêm một lần nữa cho các bạn dễ hiểu. Thì để mà uốn cây đào ngũ phúc thì các bạn nên chuẩn bị một cái cọc, đóng cọc trực tiếp vào sát gốc đấy. Cái cọc nó cao khoảng tầm 1,3 m gì đấy. Đấy các bạn nhìn, cái cọc này thì nó cao tầm khoảng 1,3 m đấy, và các bạn nên vít qua cái dây vào hoặc là ôm cho nó sát vào cây cũng được. Thì sau khi đóng cọc và uốn vào sát cọc thì từ tầm khoảng gốc này trở lên, nó tầm khoảng các bạn cứ để tầm khoảng 40 đến 45 phân. Sau đó các bạn bấm qua ngọn đi. 40 đến 45 phân đấy. Các bạn bấm ngọn đi. Thì thực tế đây, ruộng này nhà vườn cũng đã bấm được tầm khoảng 5 ngày rồi. Tầm này là lộc đang bắn ra rất là nhiều luôn. Sau khi bấm ngọn thì tức nó sẽ phân nhánh. Phân rất là nhiều nhánh các bạn nhé. Thì các bạn chỉ nên để khoảng 4 nhánh ở bên trên thôi, còn tất cả bên dưới này các bạn này vặt hết đi. Đấy, các bạn nhìn thực tế nhà vườn cũng vẫn là để có 4 nhánh vùng quanh và một ngọn chính nhá. Sau khi bấm ngọn đi nó vẫn cứ bật bình thường. Vừa phát nhánh lại phát cả ngọn nữa. Đấy là mình hôm nọ mình cũng đã giải thích cho các bạn rồi, nhưng mà một số bạn là không xem các clip ấy thành ra vẫn hỏi lại. Mình sẽ quay thực tế cho các bạn xem một cây nó lộc nó sẽ tốt hơn. Các bạn nhìn cho nó dễ hiểu nhá. Thì thực tế là sau khi bấm ngọn thì cũng có cây nó phát triển mạnh thì nó sẽ lên trước. Đây, các bạn nhìn thực tế nhất là như này. Tất cả các ngọn dưới là nó bật lên rất nhiều, nhưng mà bấm đi. Các nhánh đấy các bạn. Tất cả các nhánh dưới nhé, bạn nên bấm đi. Sau khi bấm khoảng 5 ngày mà nó bật rất là tốt luôn. Đấy thì ở thời điểm này bạn cứ để cho lộc nó thật dài ra. Và sau này nó dài ra khoảng tầm 4-50 phân đấy. Gọi là các cái nhánh ấy các bạn nhé. Thì bạn cứ để cái nhánh nó dài ra. Sau này uốn sau. Thì đây, hôm nay chủ yếu là mình hướng dẫn cho các bạn này đây. Đây nhà vườn là đang cho ăn đỗ tương. Đấy. Thực tế là đỗ tương, nhà vườn rắc được khoảng 5 ngày sau khi bấm ngọn. Lần đầu tiên là cũng bắt đầu là cho ăn luôn, rắc đỗ và đến hôm nay được 5 ngày đỗ đã mèo hết rồi. Ngoài đỗ ra thì bên trong nhà vườn là có rắc thêm kích rễ. Đấy, thì ở thời điểm mà khi đỗ đã mèo này, tất cả vườn này đều mèo hết. Các bạn có thể tầm này có thể đi hót vào được rồi. Gọi là các bạn phải để cho đỗ nó mèo mốc hết cả lên, xong là các bạn mới được hót nấp vào nhé. Thì clip hôm nay là mình chia sẻ cho các bạn về cách chăm sóc đào giống đúng thời điểm
để uốn đào ngũ phúc. Thì bạn nào thấy chưa hiểu hay cần hỏi thêm gì thì cứ bình luận bên dưới, mình sẽ trực tiếp trả lời. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.